Phú Mỹ International Group, nền tảng ổn định, phát triển địa phương. Em chào anh Thành ạ. Anh tìm hiểu về dự án Eco House Phú Mỹ với mục đích đầu tư hay để ở ạ? Trước mắt mới bước chân xuống đây thì anh nghĩ là anh sẽ đầu tư ở đây vì giao thông thuận tiện và phong cảnh nó cũng rất là đẹp. Nhưng mà sau khi xuống đây tìm hiểu kỹ, anh thấy cuộc sống ở đây tốt, có khả năng sau này anh sẽ tính anh chuyển từ dưới này anh ạ. Khi vào xem trực tiếp dự án thì anh có ấn tượng gì với dự án Eco House Phú Mỹ ạ? Dự án thi công rất là nhanh, anh cảm thấy là tiến độ thi công nhanh thì anh thấy yên tâm với dự án của mình. Tại sao anh quyết định đầu tư vào dự án Eco Town mà không phải là dự án ở nơi khác ạ? Dự án Eco Town là thứ nhất là địa thế nó đẹp, giao thông thuận tiện và dân cư xung quanh cũng rất là đông và an ninh an toàn, anh thấy là thích hợp để mình đầu tư. Anh đã đầu tư ở dự án nào khác trong khu vực thị xã Phú Mỹ chưa ạ? Chưa, ở thị xã Phú Mỹ thì đây là lần đầu tiên anh đầu tư, nhưng anh cảm thấy rất là yên tâm. Anh có nhận định về cái khả năng sinh lời từ dự án như thế nào ạ? Anh nghĩ là khả năng sinh lời rất là cao, nghĩ vậy. Vì anh thấy trước mắt cái điều kiện đi lại rất là tốt, đường xá rộng thì tỷ lệ sinh lời cao, anh nghĩ như thế. Em cảm ơn anh ạ.